chào quý vị và các bạn. Thuộc địa phận hai huyện U Minh và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, vùng lõi rừng U Minh Hạ có diện tích hơn 8.500 ha, có sự đa dạng sinh học cao với hơn 176 loài thực vật, 23 loài thú, 91 loài chim, 36 loài bò sát, 11 loài lượng cữ và 37 loài cá. Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng thì du khách có thể leo lên đài quan sát cao tới 24 mét và phóng tầm mắt sẽ thấy cả một vùng rộng lớn, toàn màu xanh của tràm trải dài xa tít tầm mắt. Cũng như các vùng sông nước Nam Bộ khác, khi đến với vườn quốc gia U Minh Hạ, du khách cũng sẽ được ngồi thuyền lênh đênh len qua những thảm bèo dày đặc, khám phá một vùng xanh mướt của rừng, nhất là khi tới khu rừng tràm cổ thụ, nơi mang một vẻ đẹp vô cùng kỳ bí với những rặng dây leo phủ kín thân tràm cùng với những tia nắng xiên mình qua kẽ lá. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia vào nhiều hoạt động vô cùng dân dã nhưng không kém phần thú vị như là câu cá, bắt cá, hái rau rừng. Đặc biệt khi đến với rừng U Minh Hạ những ngày này thì du khách còn có thể theo chân người dân vào rừng lấy mật, thưởng thức món ong non vừa được cắt xuống. Mặc dù đang trong mùa mưa nhưng thời kỳ 3 ngày tới, thời tiết tại Cà Mau có phần tạnh ráo hơn. Ngày nắng nhưng không quá gay gắt với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ. Mưa dông chỉ xảy ra một vài nơi về đêm và chiều nên khá thuận lợi cho việc khám phá rừng U Minh Hạ, cũng như là nhiều điểm đến thú vị khác của vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Không chỉ Cà Mau mà hầu khắp các tỉnh thành khác thuộc Nam Bộ cũng đang trong giai đoạn tạm thời bớt mưa. Thời tiết phổ biến ngày nắng, mưa chỉ xảy ra lác đác về đêm và chiều tối trong ít nhất 2 ngày tới. Từ khoảng ngày 25 tháng 6, mưa dông mới có xu hướng xuất hiện nhiều trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới trên toàn khu vực được dự báo dao động ở khoảng 31 đến 34 độ. Ngoài Nam Bộ thì các tỉnh vùng cao Tây Nguyên trong thời kỳ 3 ngày tới thời tiết cũng khá thuận lợi cho các hành trình khám phá, tham quan của du khách khi khu vực vẫn chủ yếu bị chi phối bởi gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình cho nên mưa dông chỉ xuất hiện một vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời giảm mây và có nắng với nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ lại chịu tác động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, cho nên trong 3 ngày tới thời tiết tại khu vực này có xu hướng chuyển xấu với mưa rào và dông nhiều hơn. Các tỉnh vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Thời gian mưa vừa, mưa to và dông mạnh thường tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai tình trạng nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh Sơn La và Hòa Bình, chỉ còn xảy ra chủ yếu ở khu vực đồng bằng với nhiệt độ cao nhất có nơi là 35-36 độ, sau đó nền nhiệt tiếp tục thu hẹp dần. Mưa dông nhiều sẽ không thuận lợi cho các hoạt động du lịch ngoài trời của du khách, đặc biệt là du khách cần hạn chế các hoạt động leo núi trong thời kỳ này, vì mưa to kéo dài rất dễ xảy ra nguy cơ sạt lở ở các khu vực vùng núi. Trong khi đó, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh, cho nên nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng và kéo dài trong những ngày tới tại các tỉnh ven biển Trung Bộ. Mức nhiệt cao nhất ở ngày mai phổ biến là từ 36 cho đến 39 độ với khu vực phía bắc đèo Hải Vân và từ 35 cho đến 38 độ ở phía nam đèo. Sau đó nền nhiệt sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn sẽ còn nắng nóng trong những ngày sau đó. Sóng gió trên các vùng biển trong 3 ngày tới khá thuận lợi cho du khách tham gia các hoạt động tắm biển, du lịch biển đảo. Tuy nhiên, du khách cũng nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm có nhiệt độ trên 35 độ, từ 11 cho đến 16 giờ để bảo vệ sức khỏe của mình trong những ngày nắng nóng này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là phần dự báo cho các điểm du lịch trong 24 giờ tới.